đại gia Phúc XO vừa bị tạm giữ từng đeo số vàng lên tới 17 kg trên người. Trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào Phúc XO cũng đeo số vàng nặng trịch này trên người. Sáng ngày 10 tháng 4, phòng cảnh sát hình sự BC02, công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Ngọc Phúc, Phúc XO để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy. Vào rạng sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát thuộc BC02, công an quận 12 ập vào quán karaoke XO và ông trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Hiệp kiểm tra hành chính. Tại đây, cảnh sát tìm thấy nhiều ma túy. Phúc XO cùng gần 100 người, trong đó có khoảng 40 nữ, được đưa về trụ sở để điều tra. Ngoài ra, theo thông tin báo Thanh Niên, khi lực lượng chức năng đã kiểm tra quán karaoke XO trên đường Trường Chinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, do Phúc XO làm chủ và thu giữ được nhiều vật nghi thuốc lắc, rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Đại gia Phúc XO tên thật là Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1982, là chủ một quán karaoke khá nổi tiếng ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đại gia Phúc XO được biết đến là người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam, có thời điểm anh ta đeo 17 kg vàng trên người. Người đàn ông này thường đeo các món trang sức làm từ vàng như nón, thậm chí là đi xe bọc vàng. Mới đây nhất trên mạng liên tục xuất hiện những hình ảnh của Phúc XO khi tàu chiếc mũ vàng gần 2 tỷ đồng, gồm 53 cây vàng và có đến 26 viên kim cương để tạo thành tên của mình. Phúc XO cho biết chiếc mũ nặng 2 kg được thiết kế riêng vừa với kích cỡ đầu của anh và được đặt cách đây 7 tháng. Ngoài chiếc mũ gần 2 tỷ đồng, Phúc XO cho biết cũng đang đặt là một chiếc áo bằng vàng. Chiếc mũ có hình dạng lưỡi trai. Để tạo ra chiếc mũ này, những người thợ đã phải dùng đến 53 lượng vàng cùng 260 viên kim cương. Mỗi viên có giá 1,2 triệu đồng để tạo thành chữ XO. Như vậy, số lượng vàng trên người anh Phúc đã lên tới 15 kg, bao gồm một vòng tay nặng 1 kg, một vòng cổ nặng gần 6 kg, bốn chiếc nhẫn, mỗi chiếc nặng khoảng 0,5 kg và chiếc vòng tay nặng 4 kg. Chiếc mũ mới mua nặng 2 kg. Nói về lý do đeo nhiều vàng trên người, Phúc XO cho biết do tham khảo thầy phong thủy và được thầy phán đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn. Anh bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước. Trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng nặng trịch này trên người. Ngoài trang sức phụ kiện bằng vàng Phúc XO còn có thứ vui chơi xe, sưu tầm biển số đẹp, sim số đẹp, sim tứ quý. Anh cũng cho mạ vàng lại hết những vật dụng thường ngày của mình thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào